Ok, đây là cá giống mình vừa bắt bắt dưới sông lên được nha mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ thả vào cái bát, cái bể bát này. Đây. Đây này còn có một số mình đã thả trước rồi nha. Số này là mình vừa mới bắt được sáng nay. Ok. Wow, một đàn luôn. Đây mình mới nuôi thử nghiệm nha các bạn. Đây cái chuồng heo. Cái chuồng lợn đấy. Cái chuồng này bỏ hoang nên bây giờ mình lấy bạt đóng vào làm cái bể bạt nuôi cá nha. Nếu mà nuôi thành công mình sẽ nuôi tiếp hai cái chuồng bên này luôn. Ok, chào tạm biệt các bạn nhé.